Thưa quý vị, vaccine COVID-19 do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC đóng tại tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu được thử nghiệm trên động vật đã cho kết quả vaccine an toàn, tạo khả năng miễn dịch cao trên động vật. Do đó, Viện Vaccine và Sinh phẩm đề nghị Bộ Y tế cho phép thử nghiệm trên người vào tháng 1 năm 2021, sớm hơn kế hoạch ban đầu 2 tháng. Đây là vaccine thứ hai của Việt Nam được đưa vào thử nghiệm trên người. Theo kế hoạch, Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Đại học Y Hà Nội để thử nghiệm lâm sàng vắc xin. Vắc xin sẽ được chia ra nhiều hàm lượng liều khác nhau, ứng với liều tiêm khác nhau để thử nghiệm lâm sàng trên 125 người tình nguyện thuộc nhiều đối tượng.